Team Secrets, turn to pick. Ở nhà vậy? À, ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh ESB TV. Tôi là Custom Hi Bướm và chúng ta sẽ đến với kèo đấu giữa Team Empire và Secret. Ngày hôm nay thì Secret đã trở lại là chính mình với hai trận thắng rất là thuyết phục trước Team Eho. Còn Empire sau trận thua ngày hôm qua trước một ứng cử viên, tôi cho rằng là một ứng cử viên vô địch của giải lần này, đấy là Fnatic. Sau hai trận thua đó thì Empire nói chung là vẫn thể hiện được mình, mà có cái gì đó là họ vẫn mắc phải những cái sai lầm không đáng có thôi. Empire pick cho mình bộ đôi là Beastmaster cũng như là Enchant, bộ đôi rất là khủng khiếp. Họ ban đi con Bounty Hunter, thể hiện rõ quan điểm cả Secret luôn. Secret thêm lần nữa sử dụng đấy là Doom, lại là con Doom của Puppy. Còn Pyladeye đánh Crystal Maiden. Team Secrets turn to ban. Có lẽ là Team Secret là một trong số ít những team mà chơi cái con CM này. Hình như là lúc nãy có Complexity đánh con CM này đúng không nhỉ? Ừ, đúng rồi, cũng là pick con CM để counter lại Enchant. À ok, pick Crystal Maiden để counter lại Enchant. Pick rất nhanh, Doom và Crystal Maiden. Họ đã có một con support rất là mạnh mẽ và có khả năng farm bù khỏe, đấy là con Doom rồi. Không tội gì mà không pick vào con CM cả. Phía Secret họ ban đi những con hero khó chịu, đấy là con Puck và con Earth Spirit, những con hero khả năng là đánh combat. Lượt ban thứ ba của Team Secret ở đây. Cá nhân tôi nghĩ ban đi Spec, chính xác là ban đi Spec luôn rồi. Spec của thanh niên Ramzes, của thanh niên đúng không nhỉ? Đúng rồi, Ramzes 66 đánh cực kỳ hay. Và đây chính là cái nhân tố quan trọng nhất mà khiến cho Secret thua 2-0 trước Team Empire. Lần đụng độ gần đây nhất chính trong giải ESL1 này thì Secret họ thua 2-0 trước Magical Team là Empire rồi, ban đi Felix Void. Phía Empire họ ban đi Felix Void của Universe. Beastmaster Enchant rồi, Secret có thể ban tiếp đi đến con Lion cũng được. Empire đánh bộ Lion Enchant đánh được. Nhưng mà King A cầm con Lion không phải là quá hay, nhưng mà khi mà Secret họ đã chủ động và pick sẵn bộ đôi support như thế này, có thể ban đi con Lion. Reserve time. Lion hoặc là VS nếu như họ tính toán đến việc sử dụng Batrider ở trong cái game đấu này. Qua cái giải lần này thì tôi có phát hiện ra là có hai thanh niên nổi lên đánh rất là hay. Thứ nhất là Ramzes66, thứ hai là Miposka, hai thanh niên trong đội hình của Team Empire. Đánh phải gọi là tuyệt vời luôn. Scandal đi mid với Puck cũng không thể nào xem thường được. Mà trong game này thì ta không được sử dụng Puck nữa rồi. Mừng ban Oracle luôn, cũng là ban đi một con hero Team khả năng counter lại Batrider. Hình như là Universe đánh Batrider không nhiều lắm thì phải nhỉ? Em cũng nhớ là chưa được lần nào nhìn thấy Batrider của Universe luôn. Có thể là em xem không nhiều game, nhưng mà tất cả game em xem thì đều chưa đánh Batrider. Ok, nếu anh em thích thì tôi sẽ đổi lại cái tên là Custer. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Đơn giản thôi. Reserve time. Tôi thì hiện tại đang là Custer Chocopi kết hợp cùng với cả Custer Tomia. Tomia thì ở đây với vai trò là phân tích viên. Vâng, như vậy là Empire chủ động pick cho mình Batrider rồi, sẽ là con Batrider của Afterlife. Phía Empire cũng ban đi một con offlane khác của Universe, ban hai con offlane, ban ba con offlane của Universe rồi. Void, con Broodmother và con Nature Prophet. Hoàng Kỳ Anh thì đã di chuyển về nhà và ăn uống các kiểu, nói chung là mẹ gọi về thì chẳng có ai là ngồi ở đây được cả. Ok, remaining. Chào tất cả các anh em ở trên kênh chat trang chủ Sanosuke các kiểu các thứ. 5 seconds remaining. Reserve time. Pick thứ 3 của Team Secret bây giờ bắt đầu phải pick vào core rồi. Không biết là lựa chọn cái gì, tôi nghĩ là nên lựa chọn con hero cho ATG trước. Vâng, chính xác là pick Invoker cho ATG rồi.
Nhưng mà kèo này trông CM, Invoker rồi Doom, trông như là cái khả năng ganh ở vào thời điểm early game của Team Secret. Nếu như so sánh với cái trận trưa ngày hôm nay Secret đánh với cả team gì nhỉ? Đánh với cả team E-Home thì có vẻ như cái bộ này nó không thực sự là hay cho lắm. Crystal Maiden, Invoker. Nếu mà setup không cẩn thận thì có thể sẽ mất con Crystal Maiden ở trong cái tượng. 5 seconds remaining. Có thể sẽ mất Crystal Maiden nếu như mà họ tính toán không chính xác trong tình huống đi roam gank kết hợp cùng với cái Sunshine từ xa của Invo. Thì rõ ràng là Invoker với cả Crystal Maiden cùng team đúng không? Rồi. Hai con này cùng team nhưng mà trông có vẻ như là một mình con Crystal Maiden để mà setup đi roam để cho Invoker thả Sunshine. Anh không thấy cái sự lợi hại quá nhiều so với cả buổi trưa ngày hôm nay thì họ đánh có cả con NP của Universe. Dễ dàng cho RTG đánh về Sunshine và ganh thời điểm early game hơn rất là nhiều. Không, chưa kể con Shaker nữa. Không, ý đây là đang bàn về chiến thuật của team Secret. Thực ra con CM mà nó đã trói được thì con Invoker kiểu gì cũng sẽ Sunshine chúng thôi. Ở cái level 8k MMR cũng nào những quả Sunshine trượt như thế được. Và vâng, vừa nói là đấy, một con chưa đủ, thế nên là có ngay thêm một con nữa Earthshaker. Earthshaker này khéo đây là Earthshaker của Universe luôn cơ, chứ không phải là một con Earthshaker ở vị trí là support. Universe có đánh Doom không nhỉ? 10 seconds remaining. Anh nghĩ là đánh thì đánh được, cái con Doom này thì chắc tất nhiên là đánh thì ai chỉ đánh được, cái con Doom này thì cũng đã ban đi. Phía Empire cũng đã ban đi, đấy là con cóc của Isama. Đội hình này thì Isama còn đánh được cái gì nhỉ? Chờ một tí, trước khi chúng ta nói đến cái Earthshaker của Universe, chúng ta cùng thử tìm xem là Isama còn đánh được cái con hero gì ở trong cái game này. CM, còn Ember, vẫn còn Ember Spirit. Còn Ember Spirit, kể cả là đánh AM luôn. Đúng rồi, kể cả AM. Kể cả AM, AM, CM, Earthshaker là bộ 3, rất là khủng khiếp. Reserve time. Có thể thấy Papi suy nghĩ rất là nhanh như lượt bàn thôi. Bán đi VS luôn, tại vì là không thể nào pick VS được nữa, nên là lựa chọn bán thẳng bán luôn. Bây giờ sẽ là lượt pick cuối cùng bên phía Team Empire. Sẽ là lượt pick dành cho Kinga khi mà Enchantress ở đây sẽ được chơi với Mimposka. Thực ra em cũng nghĩ là con Lied này sẽ là một con Lied off lane thôi. Vâng, Rubik. Rubik để phần nào đấy là counter lại Earthshaker. Em có thể thấy là Team Secret thì bây giờ họ cũng chưa có một cái counter gì cho Bad Rider cả. Vâng, cờ linh cho Isama. Không, bây giờ cờ linh RTG. Không, chắc chắn là không phải rồi. Isama đánh Invo thì thôi. Không, chắc gì. Vâng, cuối cùng là cờ linh cho vị trí hard carry của Isama. Chúng ta sẽ có RTG cầm Invo. Earthshaker không biết nó sẽ được chơi bởi ai. Em nghĩ đây là sẽ một Earthshaker hợp lên đấy. Anh cũng nghĩ là một con Earthshaker hợp lên. Đúng là Paladine cầm Crystal Maiden. Puppy sẽ chơi Doom hoặc Earthshaker, chúng ta cùng chờ xem. Trong khi đó thì bên phía Empire họ có Afterlife đánh off lane, Mimposka của Manchai này thường lệ. Bad Rider đi mid với thanh niên gì nhỉ? Scandal. Ramzes 66 cầm Zerocopter farm safe lane, vị trí Hard Carry Rubik được cầm với King A. King R. Còn đúng Team rồi. Secret. Theo như Đức Kính thì nó phải là King R. Nó phải là King R. Ok. Và Secret thì hiện tại họ vẫn đang phân vân trong việc lựa chọn liệu rằng Universe sẽ đánh cái con Doom mặt ngu kia hay là sẽ đánh con Earthshaker. Mặt cũng không thông minh hơn là mấy, ok. Không, con Earthshaker trong mặt thông minh hơn mà, con Doom trong mặt hơi đần này. Rồi, thì là pick xong rồi, để xem là họ đã lựa chọn như thế nào cho line up của mình. Ngay lập tức là TV ra từ Doom để... Chính xác là Doom của Puppy. Puppy sẽ được cầm Doom. Thực ra thì cái line up này con Doom vẫn là con farm được, cho nên là họ bố trí một cái đội hình như thế này anh nghĩ cũng là hợp lý thôi, sẽ là Doom đá cặp với cả Crystal Maiden. Tại sao mà em lại nghĩ là con Earthshaker là muốn off lane? Tại vì là nếu như mà làm con support thì em nghĩ là VS là một lựa chọn tốt hơn để có thể counter Bad Rider chứ không phải là một con Earth. Thế nên một khi mà đã pick Earth thì nó sẽ không phải là support nữa. Ngay lập tức là mở chim ra để scout map đến từ BM thôi. Gọi chim, gọi lợn các kiểu sẵn sàng đánh nhau ở rune rồi. Liệu có nên đánh nhau với cái layup mà có hai cái stun và một cái chặng đường rất là khó chịu. Chia đôi một phát thôi là anh ở đầu sông em cuối sông, coi như là anh đi đường anh mà em đi đường em. Thân ai đấy lo. Universe này là thần tượng mình. Đánh một cái set AS giống hết của mình luôn. Đây là set của Evil Genius mà. Từ cái sừng
À rồi, thằng phản chắc. Ok, vẫn cầm một con Upsaker set của Evil Genius trong khi không thiếu gì những cái bộ item dành cho Upsaker cực kỳ đẹp được. Khoan, hay khoan lắm. Đó, đang có một bug gì đó đến từ team Empire đây. Can someone from admin come? Nhưng mà scandal đã... Ok, mấy ông tiếng Nga này cứ dùng căm cùng bừa bãi như này, người ta hiểu lầm thì sao đây, người ta hỏi Takaran này này. Tarakan là con rán. Tarakan tiếng Nga là con rán. Là con rán, ok. Hôm nay thì có một cái trận đấu mà có rán bò rồi, chính là trận E-Home đánh với cả Team Secret luôn. Có rán bò. Nice, what bug. Thực ra thì cái từ con rán này anh nghĩ là hôm nay có thanh niên nào nhỉ? Thanh niên nào bảo là Coach Rain nhỉ? Trong cái trận, nói chung là có con rán. Chắc là Y-sama à? Không, ở bên team E-Home cơ, bảo là có Coach Rain. Xong rồi khán giả mới bảo là ATG thả ra để cho E-Home không đánh được. Xong ATG thả Sunstrike gì chắc. Ok. Thôi, có vẻ như là rán nó diệt xong rồi. Bây giờ thì là ready go thôi. We have dead body here. Xong mấy hôm nay sau cái giải được thiếu nghiêm túc thế, hôm nay Complexity đánh với cả team Wings Gaming thì thậm chí là còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Ghè nhau một tí một. Chứ thôi xong rồi. Đừng. Không nên động chạm nhiều quá. Vừa rồi thì tôi có làm cái gì đó, màn hình tự nhiên nó tắt phụt đi, hóa ra là tôi tắt màn hình rồi, may quá không sao. Còn Earthshaker của Universe mua một cái set đồ đấy, là một cái ring regen rất là sớm. Như thế này khẳng định là anh ta sẽ lên cho mình một là giày máu, hai là một cái soul ring. Nhưng mà anh nghĩ sẽ là lên một soul ring sớm với cái ring. Chưa chắc đâu, khi mà có ba cái clarity thì có khi vẫn là một cái giày máu trước. Có thể là một cái giày máu trước, sau đấy thì hướng đến giày mana. Xem game này nào. Không, lên giày máu luôn thì khẳng định nó sẽ là soul ring thôi. Không thể nào vừa giày máu vừa giày mana được, thấy tốn tiền quá. Nhầm, quên cái gì nhỉ? Ờ đúng rồi, nhầm. Vâng, mua đồ. sorry. Mua đồ rất là chuyên nghiệp, không có một đồng nào luôn. Chết là cũng không mất tiền. Đúng là off lên số 1 thế giới. Tính toán chuẩn thật. Mua đồ là không có một xu nào. Ok, Envy thì còn 5 tiền cơ. Mình đánh hơi kém chút nhưng mà không sao. Mỗi hero limit có một cái rune bounty. Rất là hòa bình thôi, không có đánh nhau gì ở early game hết. Chúng ta cùng xem ATG thể hiện gì với Invoker lần thứ 2 ở trong ESL lần này. Invoker của ATG sẽ đối đầu với Bat Rider của Scandal. Scandal tiếp tục chơi với con hero có khả năng gọi là setup combat và playmaker. Ngay lập tức là đã có hai điểm nhớt vào mặt của ATG rồi, trông mặc áo choàng em mới dính nhớt, trông hơi khổ thì mất hết cả đẹp dài. Mimosa là chắc chắn không thích cái điều này, bao giờ cũng phải đẹp dài luôn. Một khi mà đã ăn diện đi đánh giải như này mà dính mấy quả dầu nhớt là chắc chắn là không khoái rồi, lùi về luôn đấy từ ATG. Dưới bot này thì sao, Afterlife hơi khó farm với việc của đối phương đấy là một con Kling, chưa kể là trong khu vực rừng sẵn sàng là Paladine di chuyển ra với Crystal Maiden. Điểm qua một chút ở trên lên top thì thanh niên Universe kết hợp cùng với cả thanh niên Universe sẽ đi lên cùng với Ramzet66. Kiểu này Universe đang dẫn quái rất là chuẩn. Ui, dẫn quái hơi hay rồi. Không, thế bây giờ không hay lắm. ATG cũng đang để quái bị dồn sâu vào trụ. Scandal có cho mình level 3, hơn hẳn ATG 1 level luôn. Đã di chuyển về rồi, kèo này đang là kèo đánh tốt của Bat Rider. ATG vẫn đang là farm hơn khoảng 2 con creep thôi, nhưng mà Bat Rider như thế này là đang control lên mid này được rồi. Giống một đệ gọi là Cold Snap có một cái Sunstrike trước khi mà Scandal anh ta vẫn chủ động là ném cái tình huống Sunstrike. Sau đấy là ui, xử lý cực kỳ tinh tế khi mà máu chỉ còn có một giọt thôi, quyết định là mở lửa lên bay lên trên đồi cũng như là ấn cho mình một cái hớp vào. Kỹ năng xử lý các thành viên của team Empire không thể xem thường được, mặc dù là cá nhân tôi thời gian gần đây tôi không đánh giá quá cao. Ngay lập tức là có một tình huống Miposka anh ta di chuyển ra ATG, liệu rằng có mất first blood. ATG lên bảng đếm số, Miposka là người có mạng đây, phải lấy luôn cả Universe di chuyển ra mid thì mới có thể hạ gục được mạng của Bat Rider tình huống vừa rồi. Như vậy là tính toán về lâu về dài, về sâu về xa thì Empire pha vừa rồi họ có lợi thế rất là nhiều. Ở dưới này thì sao, Paladine với một cái rune DD định làm gì với người Afterlife không? Tôi nghĩ là không, sẽ là cố gắng lấy lại toàn bộ cái khoảng không gian khu vực dưới bot để cho Eternal Envy có thể farm thôi. Nếu mà mic các thứ mà có bị to quá thì các bạn confirm lại cho mình nhé.
Rồi, Harad máu của Afterlife. Còn CM thôi, nhưng mà đam mà 80 và thời điểm level 3 của Wishmaster như này thì cũng là mất hơn nửa máu. Ok, phải đi về rồi, gọi cả pet cùng các kiểu ra. Thế là cho... dắt ra công viên tập thể dục rồi, chắc chắn luôn di chuyển vào đây. Vâng, Invoker của ATG. Trong game này thì anh ta không còn lên thẳng cho mình để lên cái Ring Aquila nữa, mà đây lên một cái Mantle of Intelligence. Cái này thì dịch ra nó là cái gì nhỉ? Mantle là cái gì nhỉ? Mantle là cái áo choàng đấy anh. Cái áo choàng như kiểu là cái áo choàng đấy, đây là cái áo choàng này, nó là hình cái áo choàng này. Anh nhìn cái này như kiểu cái mũ. Nó là cái áo choàng mà đây, đây là cái cổ áo. Tạo hình của tôi khẳng định là vẽ không đẹp bằng Chocobai. Đây là áo choàng của sự thông minh. Áo choàng Intel nó gọi là như thế. Intelligent nó sự thông minh còn gì nữa. Biết Intelligent nó sự thông minh nhưng dịch thì thế nghe nó có đần không? Không. Áo choàng Intel thì nghe nó còn không phải là dịch cơ. Nhưng áo choàng Intel nghe nó rất là game, nghe nó rất là dễ hiểu. Vâng, ở đây hai con đệ của Afterlife đều bị deny, không cho Internal NP ăn thêm những con đệ. Hiện tại Internal NP đang farm được 26 con, khẳng định là trong 26 con này có ít nhất khoảng tầm 3 đến 4 con đệ của thanh niên Afterlife. Vâng, ở đây có một tình huống di chuyển smoke, họ muốn Earthshaker của Universe. Vâng, thanh niên này lên cho mình, đấy là một cái showing trước. Nào, ok. Who is the pro prediction here? Vâng, Puppy liên tục phải bám lên cùng với cả ATG như thế này. Thỉnh thoảng, vâng, anh ta là lấy cho mình, đấy là một cái Unholy Aura. Đứng sẵn ở đây để cho ATG hồi máu, hồi cực kỳ nhiều máu luôn. Đây là 3 điểm lửa, nhưng mà ATG vẫn hồi cho mình, đấy là 7,2 HP trên 1 giây. Với cái Unholy Aura này, đây là một trong những cái aura mà rất là thích. Ngày xưa trên Dota 1 đánh con Doom thì chỉ thích cái này thôi. Bám rừng 40 phút không mất máu nào. Sau đấy đi ra farm rồi team đánh thương. Ông lại kém gió, ngày xưa Dota 1 cái aura này nó không hồi 6 máu một giây đâu. Ngày xưa Dota 1 aura này vẫn hồi 6 máu một giây luôn. Quên nữa luôn. Quên luôn đi. Ôi ôi, người ta chơi Dota 1 đến tận năm 2014 mà. Radiant's top tower is under attack. Rồi, thế là có một hướng đẩy trụ trên top, có vẻ như là không đẩy được trụ khi mà quái của Enchant đã chết mất rồi, và có cả Doom với cái Kamezoko lên để đép nhà. Thậm chí là sẽ bị deny cái trụ này. Có lẽ bên phía Empire họ không muốn bị mất cái trụ đầu tiên dễ dàng này như thế này. Không, chưa deny được, okay, Doom okay, ăn okay. Cái xe mất rồi. Ok ok, như vậy là Puppy chủ động ăn cái xe luôn rồi. Tại sao không để cái xe để cho cái xe bắn thêm 2 hit vào đây để deny được? Thực ra không hiểu tại sao có để cái xe nó đổi nó không bắn Doom. Vâng, ở đây có một chút Sunshine xuống của ATG kìa, ôi. Giáp ném rổ. Sunshine phải như này. Giáp ném rổ. Tình huống Sunshine cực kỳ cảm xúc của ATG, không hề có bất kỳ một skill gì để slow hay là giữ chân lại vào Beastmaster cả. Nhưng ATG biết thừa rằng con BM ở bên phía Team Empire sẽ di chuyển trong khu vực này. Và đấy là một cái Sunshine quá chính xác của ATG. Ôi, vâng, thế này mới gọi là Sunshine, như game vừa rồi Sunshine 10 phát thì nó là trúng được một nửa phát. Đánh một con Invoker mà Sunshine cứ như thế này thì quá bằng là đánh hơn người nhỉ. Thề luôn, đánh như mình, à không. Hiện tại thì ATG ở đây sau từ Sunshine vừa rồi nên ta đã có thêm được một chút tiền rồi. Đã xong Ring Basilisk, không biết là có hướng tiếp đến đấy là cái Ring Aquila hay không. Chắc chắn là lên Aquila rồi. ATG thì lúc nào, nào là trên Aquila. Top này thì bảo vệ. Rồi ok, đang chơi trò bảo vệ nhà chính. Đây là bảo vệ trụ mồ, tôi có một cái chặt ra để ngăn không cho Rubik bơi vào. Shockwave của Puppy trúng được vào người của Enchant, không có vấn đề. Ui, thế vâng, là nuốt luôn. Hai con đệ thì một con là bị nuốt, một con thì là bị trói. Thế là từ nãy giờ ba thanh niên này vâng, có cô đao xuống rồi. Enchant vẫn là người ăn được trụ Puppy. Vâng, dồn đao vào Paladine trước, bây giờ Puppy cũng sẽ chết. Một cái chặt stun ba của Shaker bài vũ trụ nhưng không sao, và Puppy vẫn cứ lại lên bảng điểm số, mất một đôi support và mất một trụ. Thậm chí là trụ cũng được ăn bởi Miposka luôn, ăn bởi chính tay một thành viên của Team Empire. Và chúng ta có đó tỷ số 3-2 dành cho Empire sau pha vừa rồi. Empire đang có lợi thế rất lớn trong giai đoạn early game này. Có vẻ như là đánh đến thời điểm bây giờ họ vẫn cứ đang là khắc tinh của team Secret thì phải. Tôi nhìn thấy là họ đánh với Secret cực kỳ tự tin. Khác với ngày hôm qua họ đánh với Fnatic. Họ đánh với Fnatic thì vẫn có một cái Sunshine xuống qua TG vẫn trúng. Liệu rằng có chết hay không? Như có vẻ là chết rồi. Không chết. Không chết. Không đủ rain, không đủ tốc chạy của Paladine. Khi ta mới chỉ có một cái giày vải với cái con CM này chạy cho nó siêu bé rồi. Một trong những cái... Vâng, ở đây chưa hết, từng muốn chân tốt mà chưa hết. Universe anh ta đã bị chase vào, nhưng bây giờ có lẽ nên đi về với Miposka. Khả năng chết hay không, như vậy là xoay giá một con thú ngồi máu. Hai cái watt được cắm ở vị trí này. Vừa thủ vừa công đến từ cả hai bên luôn. À,
Nếu mà có anh em nào mà nói là tôi là fan của Team Secret thì hoàn toàn là không. Tôi không phải fan Team Secret, cũng không phải là fan của ATG. Vâng, Afterlife cố gắng là chạy lắt léo, nhưng mà chạy lắt léo thì là chết dưới tay của Eternal NP. Vâng, bộ đôi anh em củ khoai cây khế này đang thi đấu cực kỳ ăn ý. Vâng, Eternal NP không còn mình tàng hình và bắt mạng của Afterlife, nhưng để lại mạng của Link cũng không phải là điều hay cho lắm ở dưới cái lên bot này. Khi mà trên top thì phía Secret họ đã mất trụ rồi, dưới bot họ mất một mạng của Hakari, hoàn toàn lợi thế đầu game đang thuộc về Team Empire, tôi hứa luôn. Vâng, rõ ràng là cái việc con Kling nó farm được đầu bảng. Ừ, không, nhưng mà Kling của Antonio NV farm đầu bảng và farm 62 creep. Farm 62 creep. Empire thì họ sẽ cố gắng stick lại và có tình huống là ăn trụ. Có thêm tình huống ăn trụ, họ muốn dồn cái lượng farm và cái lượng level lớn cho con Enchantress của Miposhka. Dưới boss này thì bên phía Team Secret cũng đang phải bỏ lên rồi. Ramzet đang là farm xanh, một Ring Aquila, một cái giày phây vào thời điểm phút thứ 8, phút thứ 7 gì đó hình như đã xong rồi. Đây thì ATG anh ta sẽ hướng thẳng đến cho mình, đấy là cái Midas. Sẽ bỏ qua Ring Aquila trong game này, tôi nghĩ sẽ bỏ qua Ring Aquila nếu mà lên đồ như thế này. Nói chung là cứ bám lên farm điều creep chuẩn chỉ, sau đấy thì lên cho mình một cái Midas và đi farm. Đây Secret họ muốn bắt thành viên của đối phương. Vâng. Ba hit untouchable của Enchan là 2 điểm nhưng vẫn không ăn thua. Đây có một cái mở đớt ra nhưng Ramzet 66 có vẻ như là sắp chết rồi. Như vậy là Ramzet lên bảng double kill dành cho Eternal NV. Bây giờ anh ta mới tàng hình và Eternal NV chạy được trong pha vừa rồi. Ui, Empire mất 3 người rồi. Echo slam ra của Universe và kết thúc cả Rubik trong tiếng vừa rồi. Như vậy là họ mất 4 người. Họ mất 4 người trong pha vừa rồi luôn. Bat Rider của Scandal cũng đang là farm thi với cả Invoker của ATG. Sẽ là cố gắng farm thẳng cho mình, đấy là một cái Blink. Sau đấy thì smoke đi stick lại, bắt đối phương ở trong khu vực rừng cũng như là những cái cam creep. Có vẻ như là một tình huống di chuyển không thực sự hay đến từ Empire khi mà Bat Rider của họ chủ động không TP ra. Đúng rồi. Tại vì là sắp sửa có Blink rồi thì không ai muốn đánh một con bát, không ai muốn đánh nhau cả. Thực ra trong cái tình huống đấy nếu mất con Enchant rồi thì thôi, đáng lẽ ra là mất Enchant mà đi về đi farm tiếp thôi, chính xác, không có lý do gì phải đánh nhau tiếp để mà chết hết cả như thế. Con Zarukoter này trong cái tình huống đấy nó không nó nghĩ là có lẽ là Ramzet 66 anh ta nghĩ là anh ta đủ đồ, anh ta đủ bộ combo để hạ sát được đối phương, nhưng không phải. Đội hình của Team Secret rất là đội hình áp sát cực kỳ mạnh với Earthshaker và con Doom, cả con CM này cũng là con áp sát mạnh luôn. Tôi hứa luôn slow một cái đóng băng vào thời điểm thứ 10 này cực kỳ khó chịu. Nhưng với những con hero máu mỏng của những máy bay như thế này, trong khi đấy là pha mình như là Beastmaster, anh ta không có cho mình cái ulti. Quan trọng là như thế. Rồi bây giờ thì NV vẫn đang là đi theo nít của Bat Rider, nó không biết là định làm gì đây. Đây mới là một trong thanh niên đánh hay nhất này. Không phải là Bat Rider. Thôi thế thì chết luôn rồi, thêm một hit nữa. Bye. Chụp cô bài. Kìa. Một điều khiển dậm stun nhưng mà là thôi mất luôn cả con đệ rồi. Bye thì sờ tan. Bye thì là bye. Ta anh Kinh có một cái tình huống mua smoke sẵn để trong người của Afterlife luôn. Và Empire game này có vẻ như họ đang bị luống cuống sau cái tình huống đánh thua con mát ở dưới boss rồi. Có vẻ như là sắp lộ smoke rồi. Lộ smoke rồi, có đớt hay không? Có vẻ như là không hề có đớt. Có một Senchi. Có cái Senchi nhưng cắm Senchi xuống. Nhưng mà cắm Senchi, đấy, có cắm không, vẫn không làm. Berlin và bắt Puppy rồi, cướp được Scorcher. Thế nhưng mà Kinga thì chắc là chết thôi, chạy làm sao được một bắn nữa. Kinga sẽ lên bảng đến số Puppy. Puppy liệu có chết không? Kèo này luôn. Puppy rất mạnh. Không, Puppy chết rồi. Đấy là Ramzet 66, chúng ta bơi xuống, tiếp tục dồn vào Paladine. Mất bộ đôi support đôi đổi lấy con Rubik. Phía Empire họ lãi hơn trong tiếng vừa rồi. Và bây giờ thì Empire sẽ có cơ hội rất lớn để ăn thêm một cái trụ nữa của đối phương. Cái cơ hội này thì nó không phải là lớn mà cơ hội này nó là xua rồi. Cái trụ này là nằm xuống thôi. Echo Slam thì Echo thì còn chưa có. Ok. Ở mid thì là ATG cứ thế đập trụ thôi. Có Ring of Basilisk rồi, có hai con đệ cứ thế là bắn thùng thùng vào trụ. Thực ra thì Invo lên một Ring Aquila, nhiều bạn thắc mắc là chờ thì đã, khi mà ở đây có pha Sunstrike và người của Scandal không mất quá nhiều máu. Bat Rider tiếp tục là vẩy nhớt vào người của Antonio NV luôn, sau đó di chuyển về đúng là tranh chấp rune và Bat Rider là người có rune bounty pha vừa rồi. Cái việc lên Ring Aquila dành cho con Invo nó phần nhiều nó tạo thêm cái hiệu ứng khi mà để đi put creep được, cộng thêm một lượng giáp khá là lớn, và cái Ring Aquila cũng là một cái item mà vừa rẻ mà vừa rất là tiện dành cho những đội team nào, dành cho player nào muốn nói chung là đánh sấp mặt đối phương vào thời điểm mid game cũng như là early game. Vâng, kèo lên chống Ring Aquila dành cho Invoker.
lên đồ không khác gì một con PL. Lên đồ không khác gì một con PL đi đẩy nhà. Etherlandy cũng bắt đầu vào đây và dưới rồi. Sắp sửa hết cái Straffle của mình, nhưng mà trụ này khẳng định là nằm xuống đấy. Nói chung là chúng ta nhìn lại nhá, Secret họ đánh cái game này rất là nhàn. Họ đang đánh cái giai đoạn early game này rất là nhàn. Vì sao tôi nói như vậy? Empire liên tục phải smoke các kiểu như này, còn Secret họ chỉ cần một tiếng có smoke giải quyết đối phương ở khu vực này, sau đấy là xong. Họ biết rằng lợi thế đã thuộc về họ rồi. Bây giờ họ đi put lẻ rất là đơn giản, còn Empire mà muốn put được đối phương họ bắt buộc phải bắt lẻ các con hero của bên phía team Secret. Còn Secret không cần, những con core hero có thể bám lên, có thể farm, sau đấy phối hợp cùng với 1 đến 2 con hero nữa đi put lẻ cực kỳ nhanh. Bây giờ lượng trụ lại là bằng nhau, rất đơn giản của Secret luôn, đang đánh một cái chiến thuật tổng cực kỳ thông minh đến từ Puppy. Còn dùng cả đệ của Invoker để mà đi scout luôn. Và có một cái chặt stun không hay lắm của Universe, nhưng không sao cả, vẫn bắt được mọi người của Afterlife. Là mất con mở combat rồi, mất cái con hero mở combat kết hợp rất là mạnh cùng với combat rider bên phía của team Empire. Có lẽ là họ sẽ phải di chuyển về thôi. RTG bây giờ lại là đứng thứ hai trên mạng network. Còn Eternal Envy với Kling thi đấu như này là quá hiệu quả rồi, 5-1 và hiệp thứ 14 cũng thể. Vâng, trong tình huống vừa rồi có thể thấy là team Secret họ quá hiểu team Empire rồi, khi mà không hề có một cái ward nào ở đó, nhưng mà có một ping đến từ Puppy bảo là chung nó ở đây này. RTG cho đệ lên đi, thế là cho đệ lên. Trong Miposka này, ui, Enchan hai chiêu lên bảng luôn. Tiếp tục là một tình huống mà phá cái Senchi của Empire. 11-6 rồi, trận đấu có vẻ đang hơi đơn giản quá rồi Secret thì phải. Cái con Enchan này thì nó chết nhanh quá, chưa kịp nói nó sắp chết thì nó đã chết rồi. Tức là CM này, xong rồi con Oseker 3 điểm phía xua luôn mà. Đây là Oseker off lane, vẫn cứ 3 điểm phía xua, không lên thêm 1 điểm, Enchan Totem farm nhanh. Bắt người 4 acid như thế này, farm Blink còn nhanh hơn. Cái lượt pick và con Kling này nó counter con Enchan quá khủng khiếp luôn, nhưng mà chỉ 2 bắn, 3 bắn thôi là chết mất rồi. Rồi ở đây thì King R, anh ta có một tình huống scout được Paladine nhưng để làm gì? Vâng, cướp được tàng hình của Kling, thế là chạy lên quanh thôi. Mà con Kling, Rubik này chạy lên quanh thì cũng chỉ là để scout thôi, mà vớ vẩn mà có một Senchi ở đấy thì là chết luôn. Chắc là cũng không có Senchi đâu, tại vì là Empire thì cũng không có hero tàng hình. Rồi có một tình huống di chuyển vào Roshan đến từ team Empire. Roshan thì chắc là ăn rất là nhanh thôi. Kling vẫn đang ở trong rừng, có smoke Rubik thì đã chết ở đâu đó rồi, không hiểu là ở đâu. Invoker chắc là thả Sunshine, chắc là đang tàng hình thì bị cắm Senchi ra rồi. Liệu ăn kịp Roshan hay không khi mà 5 chấm dầu, 6 chấm dầu, nhưng mà để làm gì đâu, có bay lên rồi bạn. Secret thì chuẩn ra đến nơi rồi, thế là đi về không dám ăn nữa khi mà không còn Rubik. Đánh nhau 5v4 thì là không nên. Không biết là đã có Blink cho ES chưa có Blink đâu, nhưng mà đánh nhau thì vẫn là chưa dám. Nào, Puppy di chuyển vào Roshan để xem là con Roshan có bao máu, bị hai bắn không đi được nữa, thế là lại đi ra thôi. Vẫn đang là có cửa ở đây, có ping vào rồi, có vòng sau móc lốp các kiểu, có Senchi, thế nhưng mà đánh nhau kiểu gì nào. Vâng, và không quyết định đánh nhau. Sau khi mà cắm một đống, chắc ở đây phải có đến 1 tỷ Senchi ở khu vực này mất khi mà có một con cờ linh. Vâng, rất nhiều Senchi ở khắp mọi nơi. Anosan có được lại thêm một cái Senchi nữa. Rồi nhìn thấy Senchi của Secret rồi, bây giờ là sao? Bây giờ Barrider thì vẫn cứ lở trên đồi thôi. Người rơi thì vẫn cứ phải lở trên nóc nhà. Ping đến thứ hai, rất là nhiều ping, thế nhưng mà cuối cùng là quyết định ra put mid. Roshan thì cứ từ từ, cứ chả gì phải vội cả. Và lăn quanh một lúc thì đến giai đoạn khoảng tầm mid game như thế này. Phía Secret họ dẫn đấy là 5000 network rồi. Lợi thế cực kỳ lớn. Bây giờ Secret họ đi phút trụ rất đơn giản, mà đối phương có hai hero khả năng đép. Thứ nhất đấy là con Zaracopter với cooldown, thứ hai là con Bat Rider. Bat Rider bây giờ chắc chắn là nó có Blink rồi, nhưng vẫn không thể cản được trong đội hình của Secret này. Bây giờ bơi ra một cái thôi, cái lượng đam dồn vào của ATG là quá lớn, cái khả năng tanh của Puppy là quá đủ để đỡ các cái skill của con của bên phía team Empire rồi. Empire họ cần phải đánh, nói chung là Empire bây giờ hơi khó, trừ khi là Secret họ mắc những sai lầm rồi, nếu không thì Empire sẽ rất là khó trong những tình huống sắp tới. Tôi tin là như vậy, Secret họ lại đánh cái phong cách ngày xưa khi mà họ form team với ATG rồi.
cái thời kỳ mà vâng ở đây từ đã khi mà có một tình huống côn đao thả xuống nhưng Invoker và TG ở bên trong anh ta thả Chaos Meteor ra kết thúc mạng của Afterlife trước khi Afterlife có thể làm gì được, đấy là cờ linh. Empire thêm một lần nữa fail khiến Aegis thì được ăn và được cầm bởi ATG. Thực ra thì nếu mà được cầm bởi cờ linh thì nó hay hơn rất là nhiều, nhưng không sao cả, đấy tình huống mà cờ linh anh ta di chuyển đi. Universe thêm một pha chặt Fisher nữa, cực kỳ đơn giản, dùng một skill thôi nhưng phá hoàn toàn ý đồ của phía Empire. Vùng Paladine kiểu này chắc là lên một cái Blink rồi. Chắc là đang farm lên một cái Blink. ATG thì anh ta đã đủ tiền để lên cho mình gậy xanh. Vâng, gậy xanh 18 phút ở đâu đó thì Rubik King Eye anh ta lấy được mạng của Crystal Maiden. Vâng, thế là ở dưới boss phải dùng một cái ulti của Bad Rider để giết một support. Thì nói chung là từ nãy chưa thắt cổ được ai mà. Không bóp cổ được ai, thế là thôi. Kèo này nó hơi khó. Bài này, kèo này nói chung là Secret họ đánh như này chắc bài quá. Vừa chắc bài mà những cái tình huống khi mà họ cần xử lý thì họ xử lý quá chính xác. Đánh rất giống với thời kỳ mà Secret họ đánh có ATG đi mid, kết thúc game đấu nhanh. Công nhận là pick on Kling này hay quá. Pick on Kling nó quá khủng. Rubik với cả Enchant này thì nó làm cho cái bộ đội support này trông rất là buồn cười. Nhất là cái lượt pick của con Rubik trông rất là khiêm cưỡng, ngoài ATG thả lửa các kiểu xuống nó farm cực kỳ nhanh luôn. Envy thì đã có cho mình đề sâu lát tổ rồi. Chắc là con Enchant này chỉ 2 hit hơn con Rubik thì cũng thế. Còn Bad Rider thì ok, cho thêm 1 hit nữa là 3. Không, Bad Rider chắc phải 4 hit. Nhưng mà hai con kia thì chắc là 2, 3. Rồi, đã nhìn thấy Ramzit rồi, nhưng mà giết Ramzit đây thì có lẽ là có Blink vào thì tôi sẽ cờ chắc chắn là chết ở đây rồi. Một Sunstrike luôn. Thực ra thì pha đấy không cần ATG cũng được, nhưng mà thôi cho ATG. Nhưng mà thôi phải KS chứ. Cho ATG KS là điều chính xác. Cho ATG KS là điều chính xác, của ATG là đứng đầu bảng Edward rồi. Beastmaster thì cũng sắp xong cho mình, đấy là cái book 1 rồi, nhưng mà nói chung là không để làm gì cả. Đưa book ra bây giờ thì một trưởng của ATG xuống thôi, vẫn cứ là clear hết sạch. Khẳng định là clear hết sạch luôn. ATG là một trong thanh niên mà tôi rất thích cái lối chơi của anh ta, khi mà anh ta cho dù là đánh con hero đang rất cần cái sự ảo diệu như là con SF. Trước đây chúng ta đều nghĩ SF đánh rất là ảo diệu với vẩy ray các kiểu, nhưng ATG nghĩ khác. Đơn giản đánh cái con hero này là con hero đạp rất là khỏe, thế là thôi, đứng gần mình thì bắn mà nó đứng xa thì vẩy, đơn giản là như vậy. Còn không thì pha, rất đơn giản, dùng ulti để bắt một người không có vấn đề gì cả. Bây giờ chuyển sang Invoker, anh ta cũng chơi phong cách này, đi đến đâu giết đến đấy, thậm chí là chỉ dùng một câu snap thôi bắn chết đối phương. Quan trọng là anh ta phải farm được và anh ta phải out đồ. Vâng, và Paladai thì nhận thấy là team mình khỏe quá, con support thì chẳng cần phải lên đồ gì để có thể sống sót được cả, thế là cứ lên Midas và farm tiếp thôi. Paladai lên Midas thật chuẩn luôn. Và đây là một con Crystal Maiden lên Midas ở phút 20. Ok, lên một cái Midas. Midas này có ăn được đệ của Beastmaster không nhỉ? Có một cái kéo Envy rồi. Liệu có dồn đam chết được Envy không? Trông giống như không đủ đam vậy. Không, có thêm đớt và đam giết đến thì là được rồi. Bây giờ thì chắc chắn Secret sẽ di chuyển về thôi, không tội gì mà đánh nhau thiếu mất một con carry cả. Nhưng mà khoan đã, họ nghĩ khác. Một ATG thi đấu, uầy. Trong khi đó thì Paladai anh ta đang cố gắng solo kill người Miposka ở đâu đó với công ty của mình. ATG ở đây mở cho mình bộ combo ra, lấy được mảng Gyrocopter rồi. Miposka không giết được, đấy là Paladai luôn. Miposka thật khi là chết ngược không. Bây giờ Secret họ đi về rồi. Secret đi về khi mà Universe ít máu cũng như là không còn nhiều lượng mana của mình nữa. Pape liệu rằng có bỏ mạng lại đây không? ATG đã cố gắng sử dụng cái tường băng của mình ra rồi. Thậm chí là mang hình vào để slow đối phương. Không cứu được Pape, người đội trưởng thể hiện rất là rõ quan điểm. Vợ chồng gọi đệ ra bắn nhau tiếp luôn, thật một mình đánh đốn luôn á. Thôi hơi quá đáng đấy ATG ơi. Đây là tình huống mà anh ta tính toán rằng đối phương hết skill rồi, đối phương sẽ đi về và anh ta quyết định gọi đệ ra để bắn harass vào người của con hero support thôi. Nói chung là tính toán là cực kỳ nhanh rồi. Thế là ngay lập tức là có game sau khi mà tình huống giết được con Kling, nhận thấy là đớt là chưa đủ, phải có game, mua game đến từ Rubik. Vâng, lại có dán bò rồi, thế là ATG bị disconnect rồi, cùng theo đó thì là Universe luôn. Có bạn nào có thắc mắc là tôi có phải là fan Secret hay không thì tôi khẳng định là không, tôi không phải fan Secret cũng không phải là fan ATG. Nhưng mà nói chung quãng thời gian vừa qua thì ATG bị nghi ngờ rất là nhiều về kỹ năng, trình độ, về việc là anh ta là người gọi là chuyên đi phá team. Nhưng mà rồi là kể cả là cái game lần đầu tiên xuất hiện với hai con OD đánh với cả Empire trong giải ESL, lần đầu tiên xuất hiện trở lại trong mùa Secret thì ATG chơi rất, nói chung là chơi thì vẫn cứ là được, nhưng mà Secret thua hay không, nhiều người tỏ ý kiến không bằng lòng với ATG. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay thì anh ta quay trở lại với cái việc đánh Invoker quá là hay.
Cá nhân tôi thì trước đến nay thì tôi vẫn thích thanh niên Empire là VP hơn. Game này thì ủng hộ Empire, trong lòng ủng hộ Empire mà đúng là thực tế thì không phải, bởi vì Secret đánh hay quá. Đánh quá là chuẩn luôn, pick Conkling như thế kia thì how to sống. Rubik với cả Enchant, thực ra cái lượt pick Rubik lúc đấy là hết con chơi rồi. Cố gắng pick Rubik để làm sao counter Universe, nhưng mà counter sao nổi. Universe càng đánh càng là khủng khiếp luôn, lúc nào cũng đứng một vị trí rất là khó chịu. Trong pha vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy là Empire cũng dồn đam một con Earthshaker này nhưng không lấy mạng được bò của Universe, và Secret họ đi về chỉ mất Puppy thôi. Thôi vậy là Universe đã quay lại, còn Nati gì thì vẫn chưa thấy đâu, không biết là có vấn đề gì đây. Đánh hay quá bị EG gọi về rồi. Vậy là game đấu được tiếp tục rồi. Vâng, game đấu quay trở lại đây, chúng ta check thử qua một chút xíu về lượng đồ của cả hai bên. RTG với một con Invoker, nó quá là to và nó quá là giàu, với việc anh ta có gậy xanh, một cái giày bay, một cái trống tay vàng, một cái guan to ở vào thời điểm phút thứ 22. Thực ra là anh ta có vào thời điểm phút thứ 20 rồi, trong người hiện tại vẫn đang cầm gần 2k tiền. Thì này chuột là những cái thao tác chuột của RTG, nếu như anh em là có xem nhiều thanh niên này, sẽ thấy thanh niên này rất ít thao tác thừa, đánh cực kỳ tiết kiệm thời gian. Vâng, Enchant thì đã có cho mình đó là Ghost Scepter. Tất nhiên rồi, có Kling thì đương nhiên phải lên Ghost Scepter thôi. Thế nhưng mà Kling thì nó lại có default. Thế cho nên là con Enchant này vẫn cứ là 3 hit. Nếu như mà đây là con Kling của Trung Quốc thì ta sẽ lên Blink trước xong rồi default sau. Nhưng khả năng là Anton và MV cũng sẽ lên cho mình cái Blink. Ở đây thì đã nhìn thấy MV rồi. Afterlife liệu có 3 màu xuất hiện rồi. Rồi, Anton và MV bị sợ được rồi, có cả ở đây. Mạng dành cho Ramtes 66, đường di chuyển không tốt của Anton và MV, chính xác hơn là Empire đã thi đấu cực kỳ hay, thập diện mai phục con Kling này, giả vờ cho Afterlife ra để bết thôi. Mà thậm chí Afterlife còn giả vờ chạy về trước khi quay lại công ty. Giả vờ chạy về, không biết là giả vờ hay là giật mình chạy về, thế nhưng mà thôi, coi như là giả vờ đi. Giả vờ chạy về xong chạy đến đúng cái tình huống mà Anton và MV không thể chạy đi được nữa, thì ba cái telem, ba màu xuất hiện, ba cái vòng tròn xuất hiện trông Anton và MV lúc đấy là hoảng lắm. Lúc đấy gặp anh là quả quả chuột phím lên đi. Quả đấy đến cái quả đấy là hy vọng, ước gì mình ngu Blink chứ không phải là default. Empire có vẻ như đang có một tình huống smoke kìa, đang có một tình huống smoke, quay cam kiểu gì này, Vlad nào. Ok, Scandal là người mở combat, họ muốn RTG nhưng ngay lập tức đấy là một tình huống mà chặt Fisher vào. Scandal ta dính một cái Doom, RTG có vẻ như là không chết, như vậy RTG vẫn lên bảng điểm số. Có một cái Sentry cắm cực kỳ cục tính, Paladine cũng chết luôn, double kill dành cho Ram Z66. Và Rubik, Rubik của King O, anh ta lấy cho mình được đấy là một cái Freezing Field, let it go rồi. Ok, thì nữa sẽ là màn đấu ban giữa hai con hero support của cả hai bên. Secret lại tiếp tục lên cho mình, đấy là một cái Pie, một cái Hood. Gần như game nào thì Secret cũng muốn lên hút. Đây là một cái item mà có lẽ Puppy tính toán, một cái item mà thực ra là xuất hiện không nhiều trong quãng thời gian gần đây, nhưng mà Secret họ sử dụng rất là nhiều trong giải lần này. Một cái item để có thể tanh sớm, có thể đánh combat thắng sớm. Bây giờ tỷ số là 16-12 và mọi chuyện vẫn chưa thể nào mà biết được. Bên phía team Empire họ khả năng đánh combat rất là hay, cũng rất là tốt với một con Zalocopter, một con Bad Rider. Và càng về lâu về dài thì cái con Enchant này nó có thời gian farm thì nó cũng rất là khỏe. Một cái Dragonland coi từ đầu tiên đã được xong rồi. Thêm nữa là cái việc con Beastmaster này sau khi nó có book 3 hoàn toàn để êm chết được vào người của Kling là chuyện thoải mái luôn, hứa luôn, chuyện thoải mái luôn. Đây Puppy không biết là có lên bảng đến số hay không, còn có một chặt Fisher. Universe thì đánh vẫn vậy, Universe đánh vẫn là vậy, cực kỳ tận tụy luôn, cứu đồng đội lần nào cũng là chuẩn. Nhưng mà kèo này thì kèo Empire, cho dù có thắng được combat thì tôi vẫn không đánh giá cao khả năng post 2 của nào. Với việc mình chỉ tìm Secret có CM, có khả năng clear creep nhanh rồi một con Earthshaker. Lúc nào Empire cũng phải sợ một con Earthshaker nếu như họ muốn stick put. Bây giờ nhận thấy Beastmaster không có công ty nữa, ngập tức là có smoke đến từ 3 thành viên của Empire, à của Secret. Nào bây giờ thì sẽ đi đâu đây? Xuống bot thì không có ai cả, khi mà tất cả thành viên của Empire đều ở trong rừng, chẳng lẽ là Smoke đã ăn trụ này? Vâng, vậy là lao vào vách đó luôn. Có ép trụ đến từ Empire nhưng mà ép trụ để làm gì đâu, cái trụ này thì nó cũng sẽ nổ thôi.
Chỉ là một chút câu thời gian đấy mà, tại vì là ép trụ xong thì nổ thì nó lại refresh lại. Ok, thực ra thì là ép trụ để câu kéo thời gian cho con Zoicopter và con zombie TV vào, cũng không có ý đồ là đép cái trụ mid này. Họ làm như này họ lộ được ý đồ team Secret. Bây giờ chắc chắn là Empire họ biết Secret đang tập trung stick hết cả 5 người với boss rồi. Vâng, có cả chim xuống thì cũng sớm biết thôi. Chim đang bay gần đến nơi rồi, chắc là muốn ăn Roshan này. Roshan chắc là còn lâu nữa mới có. Vậy là có pipe đến cho thanh niên Puppy rồi. Trong game đấu này thì đam phép cũng không phải là quá nhiều. Có ultimate của Giro và có đốt lửa của Scandal. Thế thôi. Vâng, Universe đây là con Shaker, chúng ta cùng chờ xem. Đây là con Shaker phút thứ 26 có cho mình Blink, Foxstaff. Trong khi đấy đội hình của Empire thì sao? Cũng đã là BKB song kiếm, Blink, Foxstaff thành Bad Rider rồi, nói chung là đánh được. Có Afterlife này thì anh ta lên thẳng Blink, không up book mà lên thẳng cái Blink để mở combat. Ok, tôi nghĩ rằng đây là một cái item nghe chừng có vẻ mạo hiểm. Vâng, Foxstaff mình về. Ngay lập tức có bị dính luôn rồi, bên phía team Empire họ thiệt một skill cực kỳ khỏe. Đây thì cool down vào những Echo Slam của Universe. Chính xác cả hai người Afterlife cũng sẽ là lên bảng điểm số turn này. Book 1 khẳng định không đủ, Doom của Papi vẫn không chết Doom luôn. Đây thì thanh niên Ram Z66 cố gắng lấy mạng của ATC và có mạng ATC đang là đổi Beastmaster để lấy Invoker không ổn lắm. Trong pha vừa rồi thì Anthony Envy anh ta chưa dám bơi vào khi anh ta chưa có BKB. Anh ta khẳng định rằng anh ta biết được rằng nếu như bơi thẳng vào mặt con Zorocopter vào thời điểm hiện tại là cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ Kling cần phải farm nhanh cho mình cái BKB. Cứ việc lên cái Deep Full như thế này đang là hơi bị fail rồi. Tức là Empire bắt bài nhiều rồi. Em phải bắt bài việc con Kling của Isama lên một cái depot để ganh lẻ luôn với Phương. Họ mua sẵn gem, hoàn toàn là gọt hết lượng mắt bên phía team Secret. Chúng ta nhìn thấy bây giờ cái lượng side map của Secret bên phần sân của Empire là không có. Thậm chí phần sân nhà cũng không có luôn. Empire đang thi đấu cực kỳ hay. Ok, tôi sẽ đổi cam đấy các bạn. Đây là cam của Vila, tôi đánh giá là best nhất rồi. Có lẽ là tôi sẽ tự quay cam ạ. Mà nếu mà các bạn cảm thấy không hài lòng lắm thì mình sẽ tự quay cam. Tớ tự quay cam thì nó cũng 50-50. Quay trở lại với việc là bên phía team Secret bây giờ họ không có lượng side map. Chính cái việc các thành viên của Empire họ có một combat thắng. Họ có được lượng side map nhờ cục gem của con Rubik mua. Bây giờ được cầm bởi Scandal. Empire đánh rất là dễ. Hoàn toàn là khiến cho Anton Envy không thể đi ganh lẻ được. Anton Envy lên kiếm Deep Full, bây giờ anh ta đang bị AFK và delay đồ khá nhiều rồi. Sẽ phải hướng thẳng đến mình cái BKB để tanh được cái lượng combo của Zorocopter. Đây là cái điều chắc chắn luôn. Không lên BKB kiểu này chắc khẳng định thua. Không phải là Lincoln dành cho Invoker rồi. Cái tình huống di chuyển vào từ Anton Envy thì đã bị con chim nhìn thấy. Có ping đến từ Bad Rider, Blink vào ulti hay không? Rồi Blink ulti rồi. Blink vào ulti luôn. Universe ở hơi xa. Không, Universe ở đây phải là đi về, không thể nào cứu được Universe. Isama đây là rồi. Tình huống mà anh ta ở hơi xa. Chúng ta lại nói lại về cái lượng side map. Đây là khu vực cực kỳ tối dành cho Secret. Mà Anton Envy anh ta không nên bước vào thêm một lần nào nữa. Empire quá rõ cái điều này. Trong dưới boss này thì ATC đang cố gắng thể hiện kỹ năng với cả Ram Z66. Xoay người tàng hình đi cực kỳ nhanh. Nhưng mà chạy nhanh lên chuẩn. Có game đấy. Toàn là chuẩn Linh và thế là mất game luôn. Mất game bây giờ rồi. Paladine lên Blink. Vâng, Paladine lên một cái Blink. Xong khi anh ta có cho mình đến lấy được cái tay vàng. Và mất game như này Empire bây giờ lợi thế lại thuộc về team Secret. Cái cục game nó lợi hại quá nhỉ. Cục game hình như nó như kiểu là cái gì nhỉ, ấn ngọc tỷ truyền quốc ấy. Bên nào có được cái bên đấy làm vua. Một cái tình huống ở bên gọi là khá hay với cơ. Thế nhưng mà thực ra nhận xét một cách công bằng thì cái pha Blink vào của Bad Rider này cũng không thực sự nó rất là buồn cười khi mà anh ta không còn Lasso ở đây. Không là có Lasso và Invoker là... thì nó vẫn còn Lincoln cơ. Và đây là cái con Invoker mà nó xanh nhất bản đồ, nó nhiều đồ nhất bản đồ. Tại sao lại đâm thẳng vào xong rồi lấy mông để mà body block như thế? Rõ ràng là không hợp lý. Tình huống đánh tự tin thái quá, Empire nên đánh cẩn thận hơn. Nói chung là trong cái lần gặp gỡ với cả team Fnatic, Empire cũng đã có những lúc họ có lợi thế kiểu như thế này, nhưng sau đó họ lại tính toán không chuẩn. Có vẻ như là các thành viên của Empire vẫn còn hơi trẻ. Doom bây giờ xong như mình đấy là một cái pai rồi. Việc Doom có pai như thế này không quá ngán của Bad Rider bơi vào đốt lửa. Bây giờ thì mọi thứ nó lại dễ dàng hơn dành cho Secret rồi.
chắc chắn. Nói chung là bây giờ bên nào có gem, bên nào chiếm lực lượng side map, bên này sẽ có lợi thế. Beastmaster cũng đã up xong cho mình, đấy là cái book 3. Vâng, các bạn bảo là EE đừng lên BKB, farm rapier please. Mình khẳng định các bạn là riêng EE ngồi cạnh Puppy mà dám lên rapier vào game này, tôi đảm bảo là hai cái bậc tài. Puppy nó to lắm, cao 1m9 cơ. Không như vậy, EE Sama trông một kinh ấy. Vâng, phá lên can của ATG bằng một cái Fox Staff. Tình huống xử lý tốt của Scandal, bắt được ATG, lấy lại được gem rồi, ok. Ok. Thậm chí là còn có một cái trưởng Akadity bị cướp đến từ Rubik và bút vào người mình để đánh cho nhanh. Trời ơi, hay. Empire vẫn cứ là chơi được. Ui, game này thực sự đây là kèo mà có lẽ tôi nghĩ là một trong những game đấu hấp dẫn nhất rồi. Giống, nói chung là thực sự ở cái giải lần này nhá, trận nào có Empire thì anh xem ai. Hứa luôn. Mặc dù là Team Secret có được game thì cũng hay đấy, nhưng mà lại không có hero nào có thể gọi là đi phá ward ở những đồi cao được cả. Nên là cầm cái game đấy mà cũng chẳng phá được ward của Team Secret, chẳng phá một cái ward ở Team Empire, nên là bị giết thôi. Vâng, tiến thẳng vào khi mà như ATG ta không, như vậy là có buyback nhưng ta không buyback. Nếu không buyback quyết định là dead 4 người. Bây giờ Puppy ra để bết hàng, Puppy như thế này ra để bết hàng, nhưng mà ném lựu đạn hay quá. Vâng, vẫn đẩy được Puppy về nhưng không thể cứu được đội trưởng của Secret trong pha vừa rồi. Trong khi đó thì Anton Envy ta đi rap lấy được một trụ ba đối phương. Trong khi đó ở đây thì trụ ba này chưa mất đến nửa máu, liệu rằng có bắt được Esama hay không. Scandal Fox Staff đi rồi, bắt đầu thế. BKB định làm gì đây? Tăng hình không còn, TP không có, BKB được mở lên nào. Anton Envy bắt được Kinga. Bây giờ Anton Envy ta hết cho mình, đấy là cái BKB của mình. Bắn chết được cả Scandal hay không? Còn Sunshine ra, Sunshine trượt của thanh niên ATG. Nhìn trong Empire xử lý bằng những cái Berlin kìa, không hề kém cạnh so với những tình huống xử lý của Team Secret. Vâng, cái tình huống vừa rồi tại sao mà Afterlife lại blink vào như thế? Afterlife blink vào người của Vider để hy vọng là nếu mà có Sunshine trúng thì xe đem ra sẽ không chết. Đúng rồi, rất là hay, mặc dù là cũng chưa thôi mà dù có trúng thì cũng vẫn chết. Nhưng mà trúng pha đấy là cả hai cũng mất máu luôn. Thì tất nhiên không có Rider thì mà vẫn là chết. Đúng rồi, có Rider chắc chắn vẫn là chết. Quan trọng nó là cái suy nghĩ thôi. Đúng rồi, quan trọng là anh thương em thôi, nhưng quan trọng không phải là anh có cứu em hay không. Đúng rồi, kể cả vô vọng cũng vẫn cứ phải nhảy xuống sông đúng không? Đúng rồi. Trong Ramzit có vẻ giống như là vừa mua một cái gì mang ra không? Vừa mới thấy là 6.000 tiền mà bây giờ còn 530 thì không biết là mua cái gì. À, 5.300 không biết là mua cái gì đấy. Bây giờ thì anh nghĩ con này chắc là MKB đây. Trận này thì MKB cũng chưa cần lắm. Lên Butterfly luôn, không cần buy back. Quên, đúng rồi, lên cho mình cái Butterfly chính xác hơn. Họ tính toán là họ ăn được Roshan, nhưng bây giờ Roshan chưa có. Như vậy là họ đánh YOLO rồi, việc lên một cái Butterfly nha, đánh hơi YOLO. Nhưng mà đúng thật, bây giờ con bắt con Xenocopter nó cầm một cái Butterfly này thì nó chết kiểu gì. Toàn con bắt nó chết kiểu gì, trừ khi ăn Doom. Ăn Doom là đừng bắn nhau luôn, chứ cũng không chết được đâu anh ơi. Mà thật, ăn cái Doom là vẫn không miss. Là cũng là bắn đừng bắn nhau luôn. À nhầm, tức là có Doom vào người thì Butter nó cũng vẫn cứ hoạt động như bình thường thôi. Đúng rồi, không shut down được cái Butterfly. Cái quan trọng là nếu mà Doom mà người của con Gyrocopter thì bên phía Team Secret sẽ rất là khó đánh. Sẽ phải chứng kiến, họ sẽ phải chịu đựng hai cái ulti cực kỳ mạnh vào thời điểm này. Thực ra cái con Gyrocopter này nó ulti được rồi, nó bật từ trưởng 3 lên rồi thì ok, Doom tao đi. Tao xin mày đấy. Thế thôi. Puppy đã có Blink chưa? Puppy chưa có Blink, thế thì hơi khó để Doom Puppy một con Gyro. Chắc là có lâu mới lên. Hơi khó để Doom một con Gyro khi mà con Gyro chưa mở được cái skill nào. Vâng, Secret bây giờ phải tính toán đến việc đi rat thật. Nói chung là tôi chưa thấy những cái hình ảnh Superstar Universe. Chưa thấy hình ảnh Superstar Universe ở trong game này. Thực ra Empire họ rất là khéo rồi, họ không để Universe có cơ hội. Khoan đã, có một tình huống Blink lại là một tình huống Blink lố lăng đến Scandal và lại mất gem rồi. Lốc chúng và Enchant chắc chắn nó sẽ nào đánh nhau tới Afterlife Ultimate. Nhưng mà khoan đã, có multi xuống thẳng với Anton Envy. Bắn từ Ramzit thế nên chắc chắn Anton Envy sẽ nằm xuống. Anton Envy sẽ nằm xuống, nhưng đây Ramzit cũng không còn quá nhiều máu. ATG, anh ta còn cho mình Sunshine không? Vâng, Universe vào và lấy được mặc cả mạng của King A luôn. Mất gem và mất hơi nhiều thứ đến từ phía các thành viên của Team Empire. Xem nào. Mừng gem được cầm ở Universe rồi. Tình huống nói chung là đánh nhau không hề đáng có. Scandal, anh ta bơi vào giữa hình của team địch. Và đằng sau thì các thành viên của Empire còn ở khá xa. Vẫn có những chút gì đó rất là lỏng lẻo. Mặc dù tính toán về mặt thế trận tổng của Empire vẫn cứ là tốt, khẳng định vẫn cứ là tốt luôn. Network đã có lúc mà giảm xuống khoảng tầm 7k nhưng bây giờ lại về là khoảng 8k rồi. 8k nghiêng về phía Secret. Lượng XP thì gần như là bằng không khi mà Secret quãng thời gian qua họ phải co cụm lại với nhau. Nhưng bây giờ thì hai bên có lẽ là sẽ cố gắng kéo dài trận đấu này ra. Tôi tin là như thế, khi mà con Rubik tôi vừa nhìn thấy mua thêm cái gem rồi. Sẽ không còn nhiều watt trên bản đồ nữa và hai bên sẽ cố gắng farm.
đợi đối phương mắc sai lầm đánh nhau những tình huống khu vực Rosan. Nhưng có lẽ là Scandal cần phải bình tĩnh lại một chút khi mà liên tục là có những pha blink thẳng ở giữa đội bạn. Vậy là đã có Octane Core trên Invoker, không cần buyback. Chắc có vẻ rất tự tin là sẽ farm được buyback cho đến lúc mà cần phải có. Xem còn thiếu bao tiền thì mới buyback được là 900 rồi á? Sao ít thế nhở? Sao ít thế nhở? Anh cũng không nghĩ là ít tiền như thế. Anh nghĩ level 19 phút thứ 36 này phải rơi vào khoảng tầm 1k8, 1k9 buyback rồi chứ đúng không? À, không, 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 đây anh chỉ lại xem nhá. Chết là sẽ mất 570 tiền, buyback là mất 1100. Khá rẻ đấy, nhưng mà có 427 available gold nên thực ra tính thì cũng chưa chính xác lắm đâu. Ok, quay trở lại với game đấu. Mất quay game phát là lại có một cái game khác rồi. Vâng, cứ lừa mà... đây phụt dầu ra thôi. Lấy sai. Trong cái hình ảnh này nó. Trong cái hình ảnh. đây nó là cái hình ảnh gọi là gì? Đây là cái hình ảnh gọi là bố tao ở Dubai. Nhà không có gì ngoài dầu, tức là cứ đứng ở trong cây xong rồi ném ra thôi, trúng đầu thằng nào thì thằng đấy bị bẩn. Nhà tao không có gì ngoài tiền và dầu cả, thế cho nên là giàu lắm mà cứ ném dầu đi thôi. Vâng, Secret cũng đang đi tìm đối phương, Empire cũng vậy. Chủ động là cắm Sentry ra để scout trước Isama. Universe sẽ lên tiếp cho mình để làm cái gậy lốc. 2011 cho Osaker của Universe. Đánh không phải là ngôi sao sáng nhất nhưng mà thi đấu cực kỳ chính xác. Nói chung là chưa có tình huống nào mà thấy con Osaker để nó fail cả. Có điều là những cái gì mà con ES này mang lại cho game đấu ở từ cái thời điểm mà Team Empire họ bắt đầu mua gem thì nó chưa là quá nhiều. Trước đó thì rất là ok việc là cứu combat rồi đánh counter gank với những cái chặt Fisher rất là chính xác, nhưng mà sau đấy thì cũng bình thường thôi. MKB và Ramzes tiếp. Không hiểu sao là trong cái combat mà ở trong rừng vừa rồi Ramzes lại bật Butterfly lên để đứng tanh. Thực ra là cứ đứng một chỗ và bắn thôi, không biết là bật Butter lên để làm gì, không biết phải bấm nhầm không. Không, anh nghĩ là cố tình bật Butter lên để mà deal dam cho nhanh. Bật Butter lên thì chỉ chạy nhanh hơn thôi chứ không bắn nhanh hơn đâu anh. Vâng, Secret. Secret mà họ nhận thấy rằng Empire không có mặt ở nhà, quyết định là dồn đam vào trụ luôn. Bách đo luôn, thực ra là cái lượng đam từ con Kling này thì nó là thừa để bách đo. Bách đo luôn, Empire không quan tâm họ Androsan. Vẫn chơi của Androsan. Thật, tức là mất nhà. Nếu Androsan thì mất nhà. Và Secret họ sẽ biết không có một cái lý do gì mà lại không xuất hiện bất kỳ ai ở đây. Tuy nhiên mất một cái Milirax xưng hơi vô duyên tí. Vâng, có một tình huống EMP rồi đặt tường băng ra. 3 chiêu thôi, Rubik lên bảng điểm số rồi kéo Puppy về. Phải dùng cả một cái lasso nha để bắt vào một người của con Doom. Trông vẫn còn hơi khó bắt luôn, vẫn cứ là chết đến từ Doom thôi. Rosan thì vẫn chưa chết. Và thanh niên này thì không có TP. What the hell, đánh không, cái gì? Đây á, Ramzes thì không có TP mà cũng không có slot. Tức là có ở lại anh Rosan thì cũng không cần được. Tính toán kiểu gì ấy nhỉ? Tính toán nó mất một lên, mất một lên nó rất là vô duyên, nó rất là lãng nhách ở đây. Và bây giờ thì thậm chí nó còn để cho Secret and Rosa này. Bây giờ là tình huống bết Rosa luôn này. Không, bây giờ mà Secret và Rosa thì nó lại quá dễ luôn. Để top put vào, có người đi về đẹp. Thế là bay vào thôi. Rosa này thì con Kling bắn chắc chỉ 5 giây để chết. Nhưng mà Secret thì rất là cẩn thận thôi. Khi mà có Bad Rider thì gọi là ông vua của Rosan. Ông vua của Rosan Pit. Nhầm, đấy. Bây giờ thì hết lửa rồi, thì định làm gì nào? Rosan thì nó vô cùng nhanh rồi. Có cướp được vâng, Rosan luôn mà. Vâng, Slender Pages đến từ Scandal. Thì ngay sau đó là hai mạng của Team Empire nằm xuống. Đã có một cái buyback ra đến từ phía của Afterlife. Ramzes xử đẹp Universe sau pha vừa rồi luôn. Scandal ta quay trở lại rồi, bị cái Deafening Blast ra. Scandal đang ở trên đồi, Scandal đang sử dụng Invi, Scandal không còn gem, không có ai có gem cả thì phải King A, ta định làm không phải King A có gem, phá liên kèm quá thì cần bắt Puppy, nên bắt Puppy trong trường hợp này. Ok, cố gắng ăn cho mình đấy, cứ run bounty luôn. Wicked Six dành cho Gyrocopter. Và từ hôm vừa rồi thì nói chung là bên phía team ở đâu đó thì King A cũng lấy được mạng của Crystal Maiden với việc anh ta sử dụng ulti của Crystal Maiden luôn. Thì không phải, đấy là tình huống mà bắt bình thường thôi, còn CM mới là ulti, sorry. Đấy là tình huống tôi không nhìn thấy.
Chúng tiếp tục phát hiện ra ATG đang ở trên top. ATG thì nói chung là không bao giờ di chuyển thừa, không bao giờ di chuyển thừa, không bao giờ click thừa các kiểu các thứ. Cái tình huống đấy thì là khi mà nhận thấy mình combat đã thua rồi và quái ở trên top đang đẩy vào sâu, thì ATG ngay lập tức di chuyển ra mid để có thể đập được rách. Nếu như Empire không di chuyển về, tất nhiên rồi họ phải di chuyển về thôi, không thể nào mà mất thêm cái rách nữa một cách vô lý như thế được. Chúng ta giết được 3 người và trụ thì cũng không đẩy được. May cũng còn cướp con Roshan đấy, để ATG cầm con Roshan này nữa thì nó gọi là nát quá. Cầm con Roshan đấy thì chắc là thêm một lên nữa. Không, nếu mà Roshan ăn trong phòng rồi thì anh nghĩ không phải ATG cầm, sẽ là ông Kling này cầm. Cho Kling này cầm bắn tay đôi với cả Gyrocopter. Invoker của ATG thì có thể gọi đệ ra để tanh con Gyrocopter được, sau đấy thì cứ chạy bết đối phương trong combat thôi, cai đối phương trong combat thôi, xong rồi thả skill các kiểu các thứ, bắt con Invo này trong một nốt nó không phải là nhanh. Không, em vẫn nghĩ là nên để cho Invo cầm cái hồi sinh thì hơn là con Kling. Tại vì về cơ bản con Invo nó quan trọng hơn rất nhiều so với con Kling trong mỗi combat. BKB dành cho cả CM luôn mà. Cùng một lúc là BKB đến từ ATG và Pylidai, đúng là có tay vàng thật là giàu. Vâng, Universe anh ta cũng đã mua một cái cục gem rồi. Phía Empire họ không mua bất kỳ một cái BKB nào cả. À không có, sorry. Khi mà Ramzes 66 anh ta có BKB. Cái nhất tôi đánh giá không cao cái Shadow Blade của Scandal. Nếu như Scandal anh ta lên cho mình một cái BKB, có lẽ mọi thứ nó sẽ đã ok hơn rất là nhiều. Net worth bây giờ lại là khoảng 12k. XP là 2k rưỡi. Trận đấu đến phút thứ 42 chưa được kết thúc, khi mà đầu game nó tưởng rằng Secret đang hơi dễ là có thể thắng được trong cái game này, nhưng bây giờ tỷ số là 23-22. Mọi thứ vẫn như là như chưa bắt đầu. Về cái lượng tiền thì có vẻ bên phía team Secret họ lợi hại hơn, họ lợi thế hơn rất là nhiều với việc là cả Kling cũng như là Invoker rất là to. Puppy đứng thứ tư bản đồ luôn. Kéo được ATG về rồi, kèo này liệu, kèo này là kèo chết chắc chắn luôn. Thậm chí là mở BKB lên đến từ phía của Ramzes 66 để ngăn từ một Fisher vào đây, thì Universe cũng như là Puppy, hai thành viên này lùi về. ATG thì vừa mới cầm được BKB vào người, tức là lao vào trong rừng, tưởng là mình khỏe, nhưng mà Bad Rider thì nó vẫn cứ lèm dâu thôi. Secret ở trong cái khu vực này chết không biết bao nhiêu mạng, mà toàn là mạng co. Đúng rồi, toàn là co chết luôn. Không hiểu sao cứ là co mà cắm đầu vào đi trước ở một cái chỗ mà không có sai. Chết ATG rồi thì bây giờ chắc chắn là Squid không đội gì đánh nhau cả, tách ra mà đi farm thôi. Empire thì vẫn cứ phải là đẩy top, thì bây giờ top đã mất rách rồi mà trụ 2 của Squid thì vẫn còn, nên là cứ phải đẩy top thôi. Trụ 2 ở trên top này liệu có ăn được không? ATG còn 30 giây nữa thôi. NV thì định làm gì ở đây đây? NV cũng là đi farm thôi, không có gì đặc biệt cả. Thực ra thì bắt đầu di chuyển đến những cái chỗ mà lúc nãy không bị chết, bắt đầu di chuyển đến những khu vực mà nghĩ rằng an toàn, xong tí nữa lại dính thêm cái Lasso nữa. Tại sao đối phương có một con Bad Rider mà các core hero của team Secret vẫn cứ chịu khó đi lẻ thế nhỉ? Rồi, và là NV đã lên cho mình MKB, quyết định là không cần buyback nữa, khi mà bây giờ không có MKB thì không thể bắn nhau được với con Gyro này rồi. Gyro bây giờ nó vừa có cả nhảy đam 2 nữa rồi, bắn nhau nó thì cũng hơi khó. Cùng Gyrocopter lên một cái nhảy đam 2 thật. MKB, thực ra MKB giờ nó là hơi ít đam, không nhiều đam bằng so với cả cái Daedalus. Daedalus bây giờ là 80 đúng không nhỉ? Daedalus bây giờ là 81, 82 gì đấy. Nhưng MKB thì có 6 mấy thôi. 81 đam. MKB ngày xưa là cộng 88 đam đúng không? Bây giờ thì bị nớp rồi, chỉ có 66 thôi. Hey. Nhưng mà nớp là đúng, bởi vì cái đấy nó bá quá. Bắn vừa là không bị mít, vừa là tăng tốc đánh, xong rồi vừa đam to. Có lẽ sẽ một tình huống Smoke cho, chắc chắn rồi. Smoke đến từ Secret. Và đây là con Doom của Puppy mà tôi lại một lần nữa nhắc đến cái item là Pie. Cái Pie cũng như là cái Hood of Defiance lên vào thời điểm sớm. Đấy là những item mà có thể dứt điểm đối phương sớm trước phút thứ 35. Nhưng bây giờ họ đã để cho game đấu kéo dài đến phút 45 rồi. Mất sớm hơn BKB. BKB được mở lên của ATG. Nói chung là tính toán thì cũng vẫn cứ là chuẩn. Phản xạ thì cực kỳ là nhanh nhưng không hợp lý lắm với việc là King Anh ta câu được một giây BKB của ATG. Vâng, gọi là sờ mốc, mất một phát thì là bật BKB lên luôn, không chờ đợi bất cứ cái gì cả. Tại vì tưởng là có Bad Rider tàng hình ở cạnh mình, không bật được BKB lên là chắc chắn ăn chói vào mồm. Nên là bật lên và không tìm thấy ai cả. Không, bật BKB vẫn ăn chói mà. Chói ra được, có cả Linken.
Lấy gì phá? Ok, sorry. Đây là một tình huống mà King Nga cướp được cái Ghost Quark của chính ATG. Cái việc mà cướp được Ghost Quark thì không biết làm nào cả. Đang tàng hình nó nhìn thấy mình thì nó cướp tôi. King Nga hình như là cầm gem đúng không? Không cầm gem luôn. Không có gem. Gem chắc chắn là Binder cầm rồi. Nói chung là đây sẽ là một game đấu nó sẽ còn kéo dài. Chúng ta nhìn cái lượng sai của Secret này. Xong bây giờ đến lượng sai của Empire này. Nếu mà mấy ông Empire mà co cụm về phần sân nhà là coi như là bản đồ đúng tối. Nào đang không rất tỉnh táo, bật ulti lên, bật sách lên, gọi đệ ra để đẩy lên thôi, không đứng ngoài làm gì cả. Nhưng mà nhận thấy không nhìn thấy bất cứ thành viên nào của ở lên mid thì sao cả. Ở lên mid thì sao Scandal, anh ta kéo nó Puppy vào rồi. Đây King Nga lên bảng điểm số sẽ là 1-1, sẽ là 1-1. Puppy khẳng định là chết, nói chuyện là con Enchant của Miposka nó đứng trên đồ của bạn. Bắt Rider game này anh nghĩ là có lẽ cần cái RO luôn. Bằng Echo Slam thẳng vào đầu của máy bay ở đây thì bắn MKB, máy bay lên bảng điểm số rồi. Ok, Paladai mở BKB lên, anh ta đang cố gắng đuổi theo trông chạy kìa. Hơi bị slow motion một tí nhưng không sao cả. Một tình huống mà lốc được Afterlife lên. Đang là body block của Enter NV luôn. Viposka bắn như dưới vào người của Enter NV. Enter NV lên bảng điểm số đang là 2-3. Không sao, Ramzen anh ta bay back ra. Mở BKB không thành công lắm với tình huống xử lý vừa rồi của máy bay rồi. Nhưng không có tên lửa. Không có tên lửa nhưng vẫn lấy được mạng của Universe. Đó là combat là 3-3. Combat là 3-3, Invoker của ATG về được trong pha vừa rồi. Vâng, trận đấu đang rất cực kỳ căng thẳng. Cực kỳ căng thẳng luôn, chưa thể biết được là team nào giành chiến thắng. 52 mạng sau 47 phút. Secret họ đã từng dẫn với khoảng cách là 15-9 hay 15-8 hay 15-6 gì đó. Nhưng bây giờ thì họ đang để cho đối phương lật lại là 26-26. Network thì Secret vẫn dẫn. XP thì không, Empire đang đép cực kỳ là chảy cối. Nói chung là không phải chảy cối, đang đép thực sự là hay và quả cảm luôn. ATG bây giờ 27k net worth. Và với một con Invoker so với con máy bay nó 26.000 tiền, 26.000 net worth trên kia sau khi nó bay back mấy lần rồi. Trông có vẻ như không lành lắm dành cho Secret thì phải. Giày bay sẽ là hướng thẳng đến cho mình, sẽ là lên nốt item tiếp theo sẽ là một cái Satanic rồi. Em cũng nghĩ là một cái Satanic thôi. Nhưng mà bây giờ không có item gì khác cả lên, trừ khi là bán cái sang Elsa đi. Mà bán đồ vào cái lúc này là chưa cần thiết, nhưng mà vẫn còn slot. Nhưng mà đồ đúng là giá kể mà Empire mà thay được con Rubik kia và con Oracle nha. Thì máy bay đánh như thế này thì đúng là đội Secret sẽ khó đánh hơn rất là nhiều. Rubik nó không phải là con hero mà phối hợp quá hay với cả con Gyrocopter. Trong combat vừa rồi thì cái combat vừa rồi thì Rubik nó là một dây chất luôn, một stun, một sunshine, nó là một dây chết luôn mà cũng không lấy được, không câu được skill của đối phương. May mà phía Empire họ đánh còn hay, sẽ vẫn là combat 3-3 khi đối phương đánh hơn người mình. Gyrocopter phải buyback ra. Thế nhưng mà Empire thì bây giờ không còn buyback của Gyrocopter nữa, phải đánh rất là cẩn thận thôi. Bây giờ nói chung game này sẽ còn kéo dài, hứa là game này sẽ còn kéo dài. Sau cái combat rồi chúng ta có thể thấy con Nido chết trong một nốt nhạt thì cũng rất là nhanh thôi. Một stun và bắn đến từ con Kling thì nó là rất đau. Không, bây giờ họ biết cờ linh có MKB rồi, phải thi đấu khác chắc chắn luôn. Bằng lốc được hai người lên ATG ở đâu mà chuẩn, Deepening Blast chúng hai người, nhưng ATG bị thắt cổ lại, ATG bị kéo lên rồi. ATG mở BKB lên giết Rubik trước hay là giết Miposka trước, không giết được ai cả. ATG đang cố gắng là chạy Universe, anh ta bơi vào đâu đó. Paladai mở ulti lên, Paladai lấy được mạng của Gyrocopter không, đó là mạng Paladai lấy được mạng Gyrocopter rồi. Còn Universe thì sao? Sẽ là dồn chết vào Miposka và GG sẽ xuất hiện ở đây rồi. Sẽ là GG ở đây rồi. Một mình ATG trong pha vừa rồi, anh ta tả sừng hữu đột ở trong vòng vây của quân địch. Anh ta bết được không biết là bao nhiêu skill, bết được không biết là bao nhiêu tình huống. Team Empire họ vội vàng phải bơi ra và dính chọn một cái ulti vào đến từ Paladai. Đội hình của Secret họ không mất ai cả. ATG vẫn còn sống, ATG vẫn còn Octane qua, ATG vẫn còn regen đây. Ở đây có một cái Sunshine đặt xuống nhưng không chính xác người Bad Rider. Tiếp tục là mở Siva ra, lần này chính xác rồi. Một chặt lửa vào và Scandal sẽ lên bảng. Và Deepening Blast ra của ATG. GG đến từ Gyrocopter của Ramzen 66. Chúng ta có 1-0 dành cho team Secret sau 50 phút cực kỳ căng thẳng. Dire's Ancient is under attack. Team Secret, victory.